nên làng Tùng Lâm ban đầu được xây dựng bằng tranh tre đơn giản với diện tích nhỏ hẹp tại một khu đất rộng, ngày nay gọi là Vườn Đình. Đến năm Thành Thái thứ 8, 1896, đình được dời về tại khu đất đồng soi nằm giữa đồng trống, cách Vườn Đình cũ về phía bắc khoảng hơn 650m. Lần này đình được xây dựng kiên cố hơn với kiến trúc tam gian, nhị hạ sườn làm bằng gỗ có chạm trổ, bốn mái lợp ngói âm dương, tường xây bằng đá. Mặt đình xây về hướng nam, có tiền đường, chánh điện và hậu tẩm. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình Tùng Lâm là nơi sinh hoạt chi bộ đảng và dân quân du kích Tùng Lâm, nơi tập trung hội họp bàn chủ trương kế hoạch hoạt động do ông Trần Viết Tần, trung đội trưởng chỉ huy, là địa điểm hoạt động thường xuyên của các tổ chức cách mạng, nên đã bị địch đánh phá nhiều lần và đình cũng đã được nhân dân làng Tùng Lâm góp tiền của, công sức xây dựng lại. Hiện nay, kiến trúc ngôi đình theo dạng nhà ba gian, không có hậu tẩm, ở gian giữa thờ thần, phía trước có đặt bàn hương án, hai bên là hai bàn thờ, thờ hữu bang và tả bang. Kiến trúc cổ bên trong có kết cấu đơn giản, mái lợp ngói xi măng, tường xây bằng gạch. Hai bên mái hiên đình có hai lầu chuông, trên nóc đình đắp hình lưỡng long chầu nguyệt. Trước đình là một khoảng sân rộng được tráng xi măng, cây bàng được trồng trước đây, nay trở thành cây cổ thụ, đem lại bóng mát cho đình quanh năm. Phía trước sân có bình phong và hai bên có hai trụ biểu, có chạm khắc hình các linh vật này biến thiên của khí hậu, thời tiết và chiến tranh. Nhưng rất may các đạo sắc phong vẫn còn nguyên, chữ vẫn còn rõ ràng dễ đọc. Ngày trước, việc vua ban sắc phong cho các làng xã để thờ các vị thần như thần Thành Hoàng Làng, Cao Các Quảng Độ, Thiên Y Ana Diễn Phi Chúa Ngọc, Bạch Mã Tôn Thần, Đại Càng Quốc Gia Nam Hải, thì đó là niềm vinh dự và tự hào chung của cả làng. Ngày nay, sắc phong là tài liệu, hiện vật quý báu mà rất ít các làng xã hiện ở Đà Nẵng còn lưu giữ được, do đó nó có giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa. Ngoài yếu tố thờ các vị thần, nội dung sắc phong còn cung cấp chúng ta biết thêm thông tin về thời gian xây dựng đình làng, tên làng, tên phủ, huyện, tổng, xã ngày xưa để so sánh, đối chiếu với tên làng xã, ngày nay mà biết được sự đổi thay. Hiện nay, tại đình làng Tùng Lâm còn 06 sắc phong từ thời Thiệu Trị, 1841 đến 1847, đến Tự Đức, 1848 đến 1883, và Đồng Khánh, 1885 đến 1888. Một số đạo sắc của làng Tùng Lâm như sau. Một đạo sắc ngày 12 tháng 4 năm Thiệu Trị thứ 3. Dịch âm, sắc hồng mô vĩ lược đôn hậu cao các quản độ thượng đẳng thần. Hộ quốc tí dân, nam trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự. Minh mạng nhị thập nhất niên, trị ngã thánh tổ nhân hoàng đế, ngũ tuần đại khánh. Tiết không phụng bạo chiếu đàm ân, lễ long đăng trợt. Tứ kim phỉ thừa cảnh mệnh, miếng niệm thần hưu, khả gia tặng hồng mô vĩ lược đôn hậu phu hữu thượng đẳng thần. Nhưng chuẩn hứa diên phước huyện Tùng Lâm xã, y cựu phụng sự, thân kỳ tướng hữu, bảo ngã lê dân, không tai. Thiệu Trị tam niên, tứ nguyệt, thập nhị nhật. Dịch nghĩa, sắc tàng ngày cao các quản độ đã mang thần diệu hồng mua vĩ lược đôn hậu ở bậc thần thượng đẳng. Ngài đã có công vào nước giúp dân linh ứng rất sáng rõ, đã được ban cấp tàng sắc nhiều lần, chuẩn cho các nơi được phụng thờ. Năm thứ 21 niên diệu minh mệnh là năm mừng thọ 50 tuổi của Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế ta. Vân lệnh tiên hoàng đã ban bộ chiếu để tỏ lòng nhớ ơn các vị thần linh, đặt lễ trọng nhân vật, nay ta lên núi nhịp sáng, lại nghĩ đến đức tốt của các vị thần, nên gia tặng ngài thần diệu hồng mô vĩ lược đôn hậu phu hậu ở bậc thần thượng đẳng. Nhưng chuẩn cho xã Tùng Lâm huyện Diên Phước được phụng thờ như cũ, ngài sẽ phù hộ cho đám dân đen của ta, hãy kính cẩn vân mệnh. Ngày 12 tháng 4 năm Thiệu Trị thứ 3. Hai đạo sắc ngày 25 tháng 9 năm Tự Đức thứ 3. Dịch âm, sắc Tùng Lâm thành hoàng nguyên tạng bảo an chánh trực hữu thiên chi thần, hộ quốc tí dân, nam trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tạng sắc, chuẩn hứa phụng sự, tứ kim phỉ ơn cảnh mệnh, miếng nghiệm thần hưu, khả gia tạng bảo an chánh trực hữu thiên đôn ngân chi thần. Nhưng chuẩn hứa diên phước huyện, Tùng Lâm xã, y cựu phụng sự, thần kỳ tướng hữu, bảo ngã lê dân, không tai. Tự Đức tam niên, cửu nguyệt, nhị thập, mũ nhật. Dịch nghĩa, sắc tạng vị thành hoàng xã Tùng Lâm. Nguyên trước ngài đã được tặng thần hiệu bảo an chánh trực hữu thiện. Ngài đã có công vào nước giúp dân, linh ứng rất sáng rõ và đã được tặng sắc nhiều lần, chuẩn cho xã dân phụng thờ. Nay ta lên núi nhịp sáng, lại nghĩ đến đức tốt của các bậc thần linh, nên gia tặng ngài thần hiệu bảo an chánh trực hữu thiện đô ngưng. Nhưng chuẩn cho xã Tùng Lâm huyện Diên Phước được phụng thờ như cũ. Ngài sẽ vừa giúp cho đám dân đen của ta. Hãy kính cẩn vân mệnh. Ngày 25 tháng 9 năm Tự Đức thứ 3.
chính giá trị lịch sử, văn hóa của các đạo sắc phong thời trước để lại và nhân dân làng Tùng Lâm gìn giữ, thờ phụng tại đình làng hơn 150 năm qua, nên đình làng Tùng Lâm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố tại quyết định số 4424/QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 14 tháng 6 năm 2007 và là một trong 6 di tích cấp thành phố của quận Cẩm Lệ. Nhiều lễ nữa, lễ cúng thành hoa. Cho nên là chúng ta phải khẩn trương. Làng Tùng Lâm nhằm khơi dậy lòng tự hào, đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương, nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ, đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của cha ông ta để lại, thường xuyên phát huy những giá trị nổi bật, thể hiện bản sắc của cộng đồng địa phương, đoàn kết phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương hòa xuân Cẩm Lệ Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp văn minh. Đó là lý do buổi lễ hội đình làng lịch sử văn hóa Tùng Lâm hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu đại biểu về dự lễ hội hôm nay. Thứ nhất là đại diện phòng văn hóa thông tin quận Cẩm Lệ. Thứ hai, trân trọng kính giới thiệu ông Phạm Phú Cương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đại diện đoàn đại biểu đảng ủy Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, biểu các chi bộ 4, 5, 9 các ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 4, 9 các tổ dân phố 19, 20, các phóng viên báo đài quận Cẩm Lệ về dự và đưa tin, cùng toàn thể bà con cháu chi phát tộc về dự đầy đủ tại buổi lễ trang nghiêm này. Thay mặt ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con trong chi phát tộc, kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Làng quê tôi, quê tôi. Đình làng quê tôi thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân phường là đơn vị và trực tiếp quản lý các cái đình làng, trong đó cái đình làng văn hóa lịch sử Tùng Lâm. Hôm nay thì lần đầu tiên của đình làng Tùng Lâm khơi dậy cái lòng tự hào của con cháu, đó là trước đây tổ tiên và chúng ta để lại những di sản cô quý này, thì hôm nay thì để thể hiện lên nghe là cho con cháu biết là đình làng tổ chức để cái rước kiệu này để ghi ơn công đức to lớn của ngài để lại, để sau này truyền lại cho các lớp trẻ rước sau này để tiếp tục mà truyền thống đó để phát huy bản sắc dân tộc của mình. Đó là cái sự mong muốn của hội đồng dân tộc.
mà trước tiên là hội đồng dân tộc hôm nay làm trước để cho con cháu phía sau tiếp tục theo để mà thực hiện. Tôi cũng mong rằng thay mặt hội đồng dân tộc cũng mong rằng con cháu chúng ta tục đồng viết cũng như các họ võ đèo thế giờ đây ở chung quanh trong khu viên của làng Đồng Lâm cố gắng phát huy theo cái truyền thống, lấy ngày hôm nay là cái mẫu mực để mà tiến hành sắp đến cái dấu vui mà tất cả mọi người con cháu ngồi chung quanh đây đều vui hết đó, dân mà đi gì cháu vui đâu, kể cả con cháu không những tục trăng mà tục họ xuất mà ở trong khu viên này đều vui hết, rất là phấn khởi và nói lên như vậy. Cho nên thì thôi cái việc đến hôm nay mà thành công mỹ mãn này cũng sự đóng góp to lớn của chi phái tộc có con cháu đầu mùa của Đồng Lâm. Đình làng quê tôi mùa xuân vào hồi, đình làng quê tôi rộn vang cười vui, người người đi lễ nguyện cầu gia quyến bình an, nhà nhà ấm no yên bề năm mới gặp mày. Đình làng quảng bá thờ bố cái đại vương, tháng hai lễ hội nhớ ơn công đức phụng hưng. Đình làng quảng bá soi bóng hồ Tây, đầm trị thủy xưa năm tháng thời gian. Đình làng quảng bá xưa xưa bác về thăm, lịch sử cha ông ghi nhớ đời đời. Đình làng quảng bá soi bóng hồ Tây, đầm trị thủy xưa năm tháng thời gian. Đình làng quảng bá xưa bán về thăm, lịch sử cha ông ghi nhớ đời đời. Đình làng quê tôi, đình làng quê tôi, quê tôi. Cùng toàn thể công cháu nhân dân làng Đồng Lâm.
Lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng bà con nhân dân đồng Tùng Lâm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con về dự lễ hội đình làng di tích lịch sử văn hóa đình Tùng Lâm thay mặt công an bốn đình làng Tùng Lâm lập nghiệp qua gia phái Mộc Hậu lưu truyền tiền hiền là Tùng Lâm là do người tộc Việt khơ tăng khơ cư lập nghiệp làm được hình thành trên một dải đất bồi vùng rộng thấp bô bạc chung quanh là sông Hòa và có nhiều ô đầm đất đai phào mỡ thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Phía đông là giáp danh sông Cái, tây giáp sông Hóa Lậu, nam giáp tổ 16 phường Hòa Xuân, bắc giáp sông Hóa Lậu kéo dài. Cùng với cuộc sống an cư lạc nghiệp, đình làng được khởi dựng để nhân dân phụng thờ thành hoàng, phụng tự thờ cúng vị tiên và các bậc tiền bối tiền nhân có công khai hoang lập làng. Đình làng tập trung sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân trong làng Tùng Lâm. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình Tùng Lâm là nơi sinh hoạt chi bộ đảng và nhân dân và quân dân du kích Tùng Lâm, nơi tập trung hội họp bằng chủ trương kế hoạch hoạt động và địa điểm hoạt động thường xuyên của các tổ chức cách mạng, nên đã bị đánh phá nhiều lần, bị đổ sập. Và bà con nhân dân cùng dân làng Tùng Lâm góp công góp của công sức xây dựng lại đình làng là tiếp tục phụng tự thờ đến ngày hôm nay. Đình làng Tùng Lâm ban đầu được xây đình được dời về tại khu đất đồng xưa nằm giữa đồng trống cách vườn đình cũ về phía nam khoảng 650 m. Lần này đình được xây dựng kiên cố hơn, kiến trúc đông dân nhị hạ sườn làm bằng gỗ có chồng trổ bóng mái hình lại của âm dương, đường xây bằng đá gập, mặt đình quay về hướng đông nam có tiền đường chánh điện và hậu thẩm. Trải qua thời gian dài, bà công dân làng tu sửa bổ sung, hiện nay kiến trúc ngôi đình theo dạng nhà ba gian, không có hậu thẩm, ở gian giữa thờ thần, phía trước là có đặt bàn hương án, hai bên bàn thờ tạ hữu. Kiến trúc cái cháu không sườn, nhà bằng gỗ, bên trong có cái cháu đơn giản mới lập của đường xây bằng gạch, hai mái hiên bình làng, có hai lầu chung trống. Trên nắp đánh đắp hình lưỡng long châu. Trước đình làng có khoảng sân rộng được đóng bằng xi măng, có cây đa được trồng trước đây nay trở thành cây cổ thụ, đem lại bóng mát cho dân đình làng quanh năm. Phía trước sân có bình phong và bên có hai trụ biểu có chồng trổ hình cất dinh vật. Đặc biệt đình làng Tùng Lâm còn lưu giữ được nguyên vẹn 6 đồ sắt sắc phong từ đời thì đây 1841 đến 1847, đến đời nhà vua từ Đức 1848 đến 1883, đến đời nhà vua Đồng Khánh 1885 đến 1888. Với giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, đình làng Tùng Lâm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố quản lý vào năm 2007.
đến năm 2015 thực hiện chủ trương của nhà nước giải tỏa di dời tập trung. Đình làng lịch sử văn hóa Tùm Lâm được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp kinh phí di dời và xây dựng lại được khang trang tại vị trí chúng ta đang có mặt hôm nay. Theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân, tổ quản lý đình làng lịch sử văn hóa Tùm Lâm tổ chức lễ hội đình làng nhân dịp chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, cũng là ngày con cháu làng Tùm Lâm kỷ niệm ngày Giỗ Đức Thiền Hiền. Đặc biệt năm nay, đình làng lịch sử văn hóa Tùm Lâm đã tổ chức thể hiện lễ rước sắc phong để bà con cháu chúng ta Tùm Lâm tưởng niệm tưởng nhớ công ơn to lớn cả chặng đường dài lịch sử của vị tiền hiền và các bậc tiền bối tiền nhân để lại cho con cháu chúng ta một tài sản cô quý, đó là tám chữ lịch sử văn hóa đình làng Tùm Lâm. Tha mặt tổ quản lý di tích lịch sử văn hóa đình làng Tùm Lâm, tôi kêu gọi toàn thể con cháu các chi phái tộc đồng viết các họ tiếp tục khởi dậy lòng tự hào câu đầu lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đình làng là nơi thờ phụng cúng kính trang nghiêm vị tiền hiền và các bậc tiền bối tiền nhân như tổ tiên chúng ta, đáp ứng nhu cầu ngày nay càng cao, đời sống tinh thần của nhân dân cũng là nơi du khách thập phương đến tham quan thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao thức nhân lực nhận thức cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ đối với việc bảo tàng văn hóa lịch sử và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa đặc sắc của cha ông ta để lại. Đoàn kết phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương làng Tùm Lâm thuộc phường Hòa Xuân ngày càng giàu đầy phấn minh. Thay mặt tổ quản lý di tích lịch sử văn hóa đình làng Tùm Lâm, xin chân thành cảm ơn đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân chỉ đạo sát sao lễ rước kiệu cung nghinh sắc phong đình làng Tùm Lâm. Cảm ơn phần thông tin văn hóa quận Cẩm Lệ quay phim và đưa tin lễ hội. Cảm ơn các chi bộ đảng 4, số 5 và số 9, các tổ dân phố và ban mặt trận tổ mặt trận số 4 và số 9. Cảm ơn quán cà phê BB phất tâm trang trí hoa quả kính lễ trang nghiêm. Cảm ơn toàn thể bà con nhân dân làng Tùm Lâm tích cực tham gia lễ hội hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng tất cả bà con cháu đồng hòa làng Tùm Lâm mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Đình làng quê tôi, quê tôi, quê tôi. Đình làng quê tôi, quê tôi. Thank you.
quê tôi mùa xuân vào hội, đình làng quê tôi rộn vang cười vui, người người đi lễ nguyện cầu gia quyến bình an, nhà nhà ấm no yên bề năm mới gặp mày. Đình làng quảng bá thờ bố cái đại vương, tháng hai lễ hội nhớ ơn công đức phụng hưng. Đình làng quảng bá soi bóng hồ Tây đầm trị thủy xưa,